Xin chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh của Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương. Huyền Vi kính chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an nha. Lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới, hôm nay em lại review một cặp nhà trọ 10m thuộc khu G Mỹ Phước 3 Bến Cát Bình Dương. Để cho tất cả những quý anh chị nào mình muốn đầu tư nhà trọ thì cả nhà hãy xem hết video này nha. Và đây chính là cặp nhà trọ mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị và các bạn. Có diện tích là ngang 10, dài 30, tổng 300m², thổ cư 100% nha cả nhà. Vị trí đây cả nhà. Thì căn nhà trọ này thì chủ thiết kế là gồm 2 căn nhà phía trước và 8 phòng trọ phía sau. 2 căn nhà phía trước này thì chủ thiết kế là gồm 1 căn nhà phía trước. Đây nè, đây cả nhà nha. Gồm 1 phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, 2 toilet và 1 phòng thờ nha. Nhà phía trước này rất là rộng rãi luôn nên là cả nhà mình á ở rất là thoải mái và rộng rãi. Ở dưới này là có một toilet này, tiếp đến là một phòng ngủ. Và tiếp theo bây giờ chúng ta đi lên gác lửng nha. Trên gác lửng này thì có 2 phòng ngủ và 1 toilet nên là rất là rộng rãi luôn. Nếu mà chúng ta ở thì nguyên một nhà thì rất là rộng. Còn nếu mà chúng ta không ở thì chúng ta cũng thể cho thuê là 1 tháng 4-5 triệu. Đây là phòng thờ, vị trí của phòng thờ này. Tiếp theo đó là phòng ngủ nè. Tiếp theo đó, đây chính là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai này. Thì nhà trọ đang xây nha. Hôm nay là ngày em quay vào ngày chủ nhật nên là thợ nghỉ. Và đây chính là toilet thứ hai nha. Nên là nguyên một cái căn nhà phía trước này ở rất là rộng rãi. Thì nhà này đang làm hoàn thiện cũng tầm 80% rồi, chỉ còn đóng la phong này, rồi đổ lắp sơn này, rồi làm bếp, kệ tủ các thứ nữa là xong nha. Thì nhà bên này cũng y chang, thiết kế cũng y chang như vậy luôn. Thì nếu mà chúng ta mua, chúng ta không ở thì chúng ta cho thuê 1 tháng là 4 triệu. Còn đằng sau này thì chủ thiết kế là gồm 8 phòng. Thì ở dưới đây người ta cho thuê đằng sau này 1 tháng là 1 triệu 2 một phòng. Nếu mà chúng ta thuê, cho thuê hết nguyên một dãy 10 mét này thì tổng thu nhập là 18 triệu. Đây phòng phía đằng sau này thì chủ cũng đổ tấm này, rồi gác này, rồi có la phong đàng hoàng nha cả nhà. Tại vì cái nhà trọ này đang xây nên em bán quay từ lúc mà chưa hoàn thiện. Vì nếu mà chúng ta để đến hoàn thiện thì chúng ta mua thì cái giá nó sẽ nhận lên nó cao hơn chút xíu. Tất cả các phòng đều thiết kế như nhau nha. Và khi mà hoàn thiện đều có bồn rửa chén này, rồi kệ này, lavabo này, đầy đủ. Đằng sau đây có 1 mét lối đi thoát hiểm. Quỹ đất này là thuộc khu G nha cả nhà. Khu G là một trong những khu trung tâm của Mỹ Phước 3, có đầy đủ tất cả các tiện ích. Và vị trí của căn nhà trọ này là nó gần với đường Vành Đai 4, là tuyến đường nối từ Phú An qua V-Ship 2. Và trục đường này thì từ vị trí này mà chạy ra tới siêu thị cũng như là trường đại học Việt Đức thì chỉ có tầm 7 đến 800m thôi, rất là gần luôn. Nên là vị trí này tương lai từ 1 đến 2 năm tới thôi, siêu thị với trường đại học Việt Đức mở ra thì sẽ rất là sầm uất. Nên là quý anh chị và các bạn, những ai mà quan tâm cái cặp nhà trọ này thì cả nhà hãy liên hệ theo cái số điện thoại em ghi trên video, hoặc là kết bạn Zalo theo cái số điện thoại thì em sẽ gửi thông tin sổ sách cho tất cả quý anh chị ha. Và điều đặc biệt hơn đó chính là căn nhà trọ này có hỗ trợ vay ngân hàng cho những quý khách hàng nào mà không có đủ tài chính thì chúng ta vay ngân hàng nha cả nhà. Chủ hỗ trợ vay đến 70%, thì chúng ta chỉ cần có tầm 1 tỷ 6 là chúng ta có thể là vay được rồi. Đây, chúng ta nhìn lại nha, nhìn phòng trọ rất là khang trang. Nên quý anh chị và các bạn là ai quan tâm thì cả nhà hãy liên hệ cho em nhé. Xin kết thúc video.